Hello các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh của Phạm Nguyên Shibot, đầy khả ái và kỹ ngất lòng người. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng thăm một phòng thu ở Tân Phú. Đây là một phòng thu của một nhạc sĩ đồng hương của Nguyên. Rất tiếc là hôm nay người nhạc sĩ đó đã đi vắng và Nguyên đã xin phép trước để quay cái số này ha. Hôm nay thì Nguyên sẵn tiện, Nguyên sẽ chỉ cho các bạn cái cách mà kết nối một cái microphone xịn với một cái preamp cũng xịn luôn, để cho các bạn nào làm phòng thu thì các bạn sẽ biết cách kết nối một cách bài bản. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ vào thăm phòng thu thôi ha. Như các bạn đã thấy thì ở đây thì có một cái không gian rất là nhỏ gọn và ấm cúng. Thì phòng này đã được tiêu tán âm hết sức là bài bản nha các bạn. Chúng ta đã gọi là những cái tấm tiêu âm rất là nặng để tiêu những cái âm trầm cho tới những âm cao, nói chung là dải tần rất là rộng. Và những cái tán âm đặt xung quanh ở đây giúp cho âm thanh tán ra rất là dễ chịu. Rồi bây giờ thì mình sẽ vào cái cabin xem thử ở trong này thì phòng thu dùng những cái microphone và cái headphone loại nào ha. Ở đây thì chúng ta có thể nhận ra ngay, đây là một cái headphone rất là nổi tiếng mà hầu như những phòng thu chuyên nghiệp nào trên thế giới và cũng như là ở Việt Nam đều mơ ước sở hữu ít nhất một con. Đó là con U87i. Con U87i này thì có giá khoảng, nếu mà ship về Việt Nam thì giá khoảng 3.600 đô nha các bạn. Rất là cao tiền. Tuy nhiên thì giá trị của nó mang lại cũng hết sức là đặc biệt, tại vì nó rất là thích hợp cho rất là nhiều nguồn, từ vocal cho tới nhạc cụ luôn. Và quan trọng là nó rất là bền, cho nên những cái phòng thu trên thế giới đều sở hữu cái con này, để chúng ta có thể thu đa nhạc cụ và đa giọng hát, thích hợp với rất là nhiều âm sắc khác nhau. Và đặc biệt nó sẽ rất là lợi hại hơn khi mà đi với một cái bộ tiền khách đại hoặc là một cái bộ channel strip xịn nữa. Rồi ở đây thì chúng ta có thể nhìn thấy là xài một cái headphone rất là căn bản để thu. Thì headphone này rất là nhẹ, thì chúng ta có thể đeo một thời gian dài mà không khó chịu tai. Thì Nguyên cũng chưa biết được cái hiệu này là cái hiệu gì nữa. Còn nếu mà các bạn phát hiện ra cái hiệu này là hiệu gì thì các bạn cứ comment phía bên dưới ha. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ ra ngoài, chúng ta xem sao. Rồi một lần nữa thì chúng ta có thể thấy được là nó sẽ gồm hai khu vực. Một khu vực để dùng cho nhạc sĩ có thể phối khí nè, là ở phía bên này, với cặp loa HS8 là một cặp loa mà rất là phổ biến và nổi tiếng ở thị trường Việt Nam cũng như là thị trường châu Á ha. Rồi, ok, qua phía bên này thì chúng ta sẽ thấy được cái cặp loa màu vàng cũng là của Yamaha luôn. Và chúng ta sẽ làm việc với bộ này nha các bạn. Rồi, bộ này thì bao gồm một cái preamp kết nối với cái microphone U87i ở trong kia, và một cái sao kẹt Apollo Solo rất là nổi tiếng ở thị trường Việt Nam trong những năm gần đây. Đối với những người nào mà muốn nhỏ gọn, mà muốn chất lượng âm thanh cao cấp thì các bạn cứ dùng cái con này thôi, là một trong những cái lựa chọn hết sức là sáng suốt cho các bạn. Converter nó rất là tốt. Thì bây giờ thì Nguyên sẽ bắt đầu, Nguyên hướng dẫn cho các bạn cái cách kết nối giữa cái microphone tới cái preamp này, rồi sau đó vào cái con Apollo Solo này ha. Đầu tiên thì các bạn phải chuẩn bị cho Nguyên hai cọng dây. Cọng dây thứ nhất là cọng dây Canon đực và cái, để các bạn có thể kết nối giữa preamp tới cái microphone của các bạn. Tức là các bạn dùng cái đầu cái để các bạn gắn vào con microphone của các bạn. Rồi các bạn dùng đầu đực để các bạn gắn vào cái đầu input của cái preamp này nha các bạn. Microphone là đầu cái nha, còn cái này là đầu đực. Rồi sau đó thì các bạn sử dụng một cọng dây khác. Cọng dây này là một cọng dây 6 ly để các bạn gắm vào cái đầu input của cái audio interface của các bạn. Và đầu còn lại là đầu Canon cái để các bạn cắm vào cái đầu output của preamp, để các bạn truyền tải cái tín hiệu từ preamp sang cái Apollo này ha. Đó, nó chỉ có đơn giản vậy thôi và rất là dễ kết nối. Và các bạn lưu ý nha, khi mà các bạn kết nối vào cái con audio interface của các bạn thì các bạn không cần bật 48V như ở đây. Chỉ có khi nào mà các bạn cắm cái microphone condenser của các bạn vào đây thì các bạn
mới bật 48V thôi. Còn nếu mà các bạn gắn với Pre á, thì các bạn chỉ xài cái chế độ live thôi. Tức là các bạn không bật nguồn 48V ở đây để các bạn cấp nguồn cho con microphone của các bạn. Rồi, bây giờ sẵn tiện thì Nguyên sẽ cùng các bạn bàn luận về cái chức năng của con SPL Track 1 này. Con này được gọi là một cái channel strip luôn các bạn. Channel strip là sao? Những cái preamp thuần, khuếch đại thuần thì nó chỉ có bao gồm những cái nút input hoặc là cái low cut filter thôi, để các bạn có thể kết cái phần thấp của EQ và các bạn khuếch đại gain thôi. Nhưng mà con này thì nó bao gồm rất là nhiều chức năng, cho nên các bạn có thể tùy chỉnh một cách thoải mái. Tuy nhiên thì nó sẽ phức tạp hơn rất là nhiều so với một chiếc preamp thuần ha. Thì ở đây chúng ta có thể thấy nút này là nút input mic nè, để chúng ta có thể khuếch đại cái gain của mic lên. Các bạn lưu ý là các bạn đừng có vặn nhiều quá ha, thì nó sẽ bị vỡ gain. Rồi, ở đây thì một cái nút rất là đặc biệt. Nút này là nút chống xịt nha các bạn. Khi mà các bạn phát âm những cái âm như là âm S, âm T hay là âm XS thì các bạn sẽ thấy những cái tiếng xịt xịt ở những cái phụ âm đó. Thì cái này nó sẽ có phần nó cắt bớt đi. Khi mà các bạn càng vặn về phía này á thì nó cắt càng mạnh nè. Nhưng mà theo Nguyên á, thì các bạn nên để ở giữa giữa hoặc là các bạn giảm lại để cho cái âm S nó tự nhiên. Rồi, ở đây thì các bạn có thể thấy là một cái nút nó rất là lợi hại. Nó chống vỡ gain nha các bạn. Nếu mà các bạn lỡ tay mà các bạn vặn to quá, hoặc là người ca sĩ họ hát mạnh quá, thì các bạn sử dụng cái com này. Cái com này nó sẽ giúp cho đều tiếng của các bạn, đặc biệt là trong vocal hoặc là trong guitar, khi mà các bạn quạt mạnh quá chẳng hạn. Rồi, các bạn càng vặn về đây thì nó sẽ càng nén dữ, còn các bạn để như này thì nó sẽ không nén nha. Theo Nguyên thì nên để cái gốc khoảng 90 giờ như thế này thì nó nén nhẹ nhàng thôi. Rồi, này là mắc cúp gain, là bù gain thì các bạn đã biết rồi. Ở những cái video về compressor trước thì Nguyên đã chỉ rồi. Ở đây là một cái dàn EQ nha. Dàn EQ thì bao gồm những cái tần số rất rộng. Này là tần số nè, còn cái này là cái gain, các bạn có thể trừ đi, cộng lên nè. Rồi, tần số này ha, tần số gồm từ mid tới hai ha. Còn cái này thì các bạn có thể boost tầng 2 lên để nghe cho nó bay, nó sáng. Nếu các bạn boost dữ quá thì giọng của các bạn sẽ bị xì và mỏng, sinh ra cái noise nữa. Còn cái này là output gain nha các bạn. Output gain với input gain thì các bạn có thể coi lại cái video về preamp của Nguyên, thì Nguyên có nói về những cái tính năng này. Còn những cái nút đỏ này là những cái nút on off cho từng chức năng nè. Đây nè, các low cut filter nè. Rồi on về cái deezer nè. Nếu mà các bạn cắt này thì cái nút cắt xịt này nó không có tác dụng. Và tương tự ở đây thì chúng ta có thể thấy là com nè, EQ. Vâng, thì tới đây thì video xin phép được kết thúc. Nếu mà các bạn muốn thực hiện những sản phẩm âm nhạc của mình thì các bạn có thể ghé phòng thu ở chung cư Khuôn Việt, quận Tân Phú. Phòng thu này tuy nhỏ nhưng mà Nguyên có đánh giá rất là cao về chất lượng âm thanh thu vào, cũng như là trình độ của người nhạc sĩ hòa âm ở đây thì rất là đa thể loại, cho nên các bạn có thể làm những cái sản phẩm đủ thể loại âm nhạc từ pop rock cho tới bolero nha các bạn. Thì địa chỉ của phòng thu thì Nguyên đã để ở dưới phần mô tả của video, cho nên các bạn có thể dễ dàng tìm đến. Tới đây thì video xin phép được kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sau ha.